khám phá thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiền. 40 chữ có thể nhìn thấu người trong thiên hạ. Về nhân tướng học, tướng mặt là ngọn, tướng tâm là gốc. Tướng mặt tốt không bằng tướng tâm tốt. Tướng lại do tâm sinh, nên chung quy lại, dung mạo của một người và nội tâm tư tưởng của người đó liên quan mật thiết với nhau. Lần đầu gặp mặt, khi chưa hiểu gì về người khác, chỉ cần quan sát dáng vẻ, biểu cảm của họ, thì người am hiểu xem tướng cũng có thể biết được đại khái một số về đối phương. Triều Dương kính chào quý khán thính giả của TCT. Liên quan đến thuật dùng người, nhìn người của tiến sĩ Tăng Quốc Phiền thời đại Mãn Thanh có câu nói như sau: biện sự bất ngoại dụng nhân, dụng nhân tất tiên tri nhân. Nghĩa là bất kỳ việc gì cũng phải học cách dùng người, mà muốn dùng được người phải học cách thấu lòng người. Hôm nay TCT sẽ cùng quý vị khám phá thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiền. Phương pháp dùng người của ông chỉ tóm gọn trong 8 câu 40 chữ, đó là tà chính khán nhãn tị, chân giả khán trùy thần, công danh khán khí vũ, sự nghiệp khán tinh thần, thọ yểu khán chỉ trào, phòng ba khán cước cần, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trùng. Nghĩa là chính tà xem mắt mũi, thật giả xem môi, công danh xem khí khái, phú quý xem tinh thần, chủ kiến xem tay, phong ba xem chân. Nếu muốn biết quy củ, tất cả trong lời ăn tiếng nói. Thứ nhất, chính tà nhìn mắt mũi. Người xưa có câu, thân bảy thước không bằng đầu một thước, đầu một thước không bằng mắt một thốn. Mắt chiếm một vị trí rất quan trọng trên toàn bộ cơ thể con người. Một người có nội tâm tà ác hay lương thiện chủ yếu nhìn mắt và mũi của họ. Mắt đen trắng phân minh, ngời sáng có thần chứ không hỗn độn mờ đục. Mắt lồi thì thường tính tình nóng nảy, còn người láo liên thì thường là tâm địa giảo hoạt. Những người có thói quen liếc nhìn người khác, hoặc khi cùng người khác nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng láo liên, không dám nhìn thẳng vào đối phương, thì kiểu người này có thể là người không chân thành. Mắt điềm tĩnh, trầm ổn, trong sáng có thể là dấu hiệu của một nội tâm cao thượng. Mắt có thần, khóe mắt sâu, góc mắt hơi dài hướng ra ngoài là người có tướng đại phú, đại quý. Còn mũi là núi chống trời, trên cả khuôn mặt thì mũi là chiếc cột chống đỡ. Thường thì mũi thẳng sẽ tốt, tốt nhất là đừng cong vẹo. Hễ cong vẹo thì cả khuôn mặt đều bị gãy. Thứ hai, thật giả xem môi. Muốn biết một người có chân thành, đôn hậu hay không, từ những biến đổi nho nhỏ trên môi là có thể biết được. Vì miệng là cơ quan ra vào chủ yếu của cơ thể, nên những người ăn nói từ tốn, thành thật là những người có đạo đức cao quý, trung thành và đáng tin cậy. Khẩu là quan thủ quỹ, cho nên đàn ông miệng rộng thì tốt, môi to, rộng, vuông thì quý. Môi trên không che được môi dưới, nam thường giàu hoạt, nữ thường khắc phù. Môi nhỏ nhọn là người có tướng mỏ ưng, không nên kết giao. Thứ ba, công danh xem khí khái. Tăng Quốc Phiên cho rằng, một người có được công danh hay không, chủ yếu là xem người đó có khí khái hay không. Khí khái là gì? Là người có ý chí mạnh mẽ, cứng cỏi, không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn, tính tình ngay thẳng, có khí khái của bậc anh hùng. Nói chung, khi một nhóm người không quen biết tập hợp lại, sẽ có một ai đó có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý một cách tự nhiên. Mỗi người đều có một trường khác nhau. Điều này có ảnh hưởng mật thiết tới tầm nhìn, cốt cách và phong cách hành sự của người đó. Khí chất được tích lũy qua những năm tháng, nhưng động trên thân, thứ này không thể bắt chước được. Người có khí chất đặc biệt thường khiến người khác tín nhiệm, tâm phục. Cho nên họ có thể tập hợp mọi người, có thể dùng người và thành đại sự. Thứ tư, phú quý nhìn tinh thần. Một người có được hưởng phú quý hay không, chủ yếu nhìn tinh thần. Rất nhiều người mặc dù có năng lực, có địa vị, nhưng vì tinh thần không đủ, thọ mệnh ngắn ngủi hoặc suốt đời bận rộn, chưa kịp hưởng phúc thì đã lìa đời. Ví như bản thân Tăng Quốc Phiên, ông chinh chiến nửa đời người, nơi nào cũng phải lao tâm khổ tứ, 61 tuổi lìa đời. Dẫu tuổi thọ cao so với người cùng thế hệ, nhưng hầu như không được hưởng một chút thời gian rảnh rỗi nào. Tinh bắt nguồn từ thận,
thức đêm lo lắng sẽ tổn hại tới thận. Tinh bất tại, thần bất tồn, khí sẽ yếu. Khí yếu thì cơ thể chuyển hóa sẽ trì trệ, thọ mệnh cũng ngắn. Cho nên một người đôi khi có danh vị rất cao, thân thể phú quý nhưng lại phải bôn ba vất vả, thần khí không đủ. Người như vậy thường thì không được hưởng phúc phận. Điều này cũng nói với chúng ta rằng ít lo lắng và thức đêm mới có thể nuôi dưỡng thọ mệnh và hưởng phú quý. Thứ năm, chủ kiến xem tay. Tăng Quốc Phiên từng nói, những người có đường chỉ tay rõ ràng và có lòng bàn tay nông thì tâm định. Trái lại, những người có đường chỉ tay nhạt và không trật tự thì tâm rối loạn, không ổn định. Cái gọi là tâm định chính là nói đến chủ kiến của nội tâm. Khi gặp chuyện hay lúc lâm nguy thì tâm không loạn, bình tĩnh, vững vàng. Tăng Quốc Phiên cũng cho rằng, một người có chủ kiến hay không có thể nhìn vào ngón tay của họ. Những người có ngón tay dài và lòng bàn tay dày dặn phần lớn là người kiên định, tự tin, biết liệu trước tính sau. Vì vậy, họ có thể dựng nên đại nghiệp. Thứ 6, phong ba nhìn chân. Chân và tay không giống nhau. Chân lấy dày, dài, ngay thẳng, phẳng là quý. Người như vậy đi lại bình ổn, không dễ bị ngã. Cổ nhân xem tướng ngựa cũng như vậy. Phần chân cần rộng rãi, trầm ổn, mạnh mẽ. Người như vậy sẽ thật thà, không dễ dao động. Đi bước nào chắc chắn bước nấy. Cho nên trong công việc và cuộc sống của họ ít phạm sai sót, sóng gió cũng ít. Còn những người chân không chắc chắn thì cả đời tai ương không ngớt. 7. Muốn xem quy củ, nhìn lời ăn tiếng nói. Nghiêm túc mà nói, hai câu này không được coi là thuật xem tướng, nhưng cũng được Tăng Quốc Phiên coi là một cách quan trọng để dùng người và hiểu lòng người. Muốn phán đoán một người có quy củ, tư duy rõ ràng, mạch lạc hay không thì xem cách biểu đạt ngôn ngữ của người đó. Người nói ngắn gọn, xúc tích lại có thể nhắm đúng trọng tâm, cho thấy người này có đầu óc tổ chức và quy củ. Ngược lại, nếu ngôn ngữ không mạch lạc và nói không đúng trọng tâm, đó thường là biểu hiện của tư duy hỗn loạn, không có tổ chức. Ngoài thuật xem tướng ra, Tăng Quốc Phiên còn chỉ ra rằng một gia đình có hưng thịnh hay không nhìn vào ba đặc điểm là biết. Ba đặc điểm đó là: thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới bắt đầu dậy thì gia đình người này đang từ từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không. Bởi vì thói quen này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa khí và không biết đạo lý. Người xưa có câu, tướng từ tâm mà ra. Tướng mạo của một người cũng có thể phản ánh ra tâm tính của họ. Bộ thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiên dù chỉ vỏn vẹn trong 40 chữ nhưng lại bao hàm được rất nhiều phương diện như tướng mạo, hành động, ngôn ngữ, vân vân. Những lời đúc kết này không những hữu dụng trong nhiều khía cạnh mà còn trùng khớp với các lý thuyết của tâm lý học hiện đại. Do đó, nếu quý vị có thể hiểu được 40 chữ này thì không khó để nhìn thấu lòng người trong thiên hạ. Chương trình chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới của TCT. Còn bây giờ, Triều Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.